Hello anh em, nay Huy Xe lại mang đến cho anh em mình mẫu FZ150i này. Con này khá là trâu, mình mới đổi xe được cho khách. Dư ra thì nay để lại cho anh em giá cũng là rất là dễ chơi luôn. Con này 24 nhá. Chất xe đẹp và ok á, sạch sẽ, đàn áo bọc keo. Đàn áo màu trắng này còn bọc keo nên khá là đẹp nha. Nước sơn xi này. Tay thắng này, bình dầu này. Ba ga sau này. Tất cả là máy móc là nguyên zin hết cho anh em mình. Zin là zin xài được nha, chứ không phải zin theo kiểu mà về phải làm lại đâu anh em. Con này mình để anh em có 25 triệu thôi. Đó. Ốc tán này nhìn khá là được. Lốp cũng còn là dày này. Còn điều nữa là cái nhông trên đĩa cũng mới thay thôi. Nên là anh em còn dùng khá là lâu nữa mới phải thay nha. Nhông trên đĩa là một này, lốp, cặp lốp này mình thấy khá là đẹp. Đó. Đây, đây là khu vực mâm lửa này, ốc tán bên mâm lửa với đầu lòng anh em nhìn là không có hiện tượng gì xét nhá. Chất xe đẹp. Đẹp ở đây là đẹp so với cùng đời nhá, chứ không phải đẹp theo mấy con 1-2 ngàn. Anh em nào muốn mua cái loại 1-2 ngàn, 5-6 ngàn mình cũng có rất là nhiều nhá, ngàn km đó. Mình bán hàng ba mấy đến bốn mấy tùy vào chất xe nhé. Con này mình bán có 25 triệu thôi. Đó. Máy móc zin, cam kết cho anh em hôm nay bao trâu bò luôn về cày thoải mái nhá. Số điện thoại của mình là 0974847553. Số điện thoại và địa chỉ thì mình luôn luôn để dưới phần bình luận nhá. Anh em nào mà chưa nghe rõ thì cứ kéo xuống dưới phần bình luận để cho thấy nhá. Rồi. À, không làm mất thời gian của anh em nữa. 25 triệu. Anh em có nhu cầu mua bán trao đổi Zalo qua cho mình nhá. Cảm ơn anh em.